Đây và bây giờ chúng ta sẽ lên được thưởng thức món mọc cùng với cơm lam và món bánh sưng của các mẹ đang nấu nha. Đây các mẹ đang di chuyển đi lên đây các bạn. Đấy, lên nhà sàn. Và bây giờ Long cũng sẽ di chuyển đi lên để giới thiệu cho các bạn biết được là món mọc, món cơm lam cùng với là món bánh sưng trâu sưng dê của đồng bào Thái. Ok, các bạn đi theo Long nha. Đây. Và đây, đấy là món mọc đây các bạn. Đây, món mọc. Món mọc của đồng bào Thái được chế biến rất công phu các bạn ạ. Còn đây là món cánh khâu kiêu. Món cánh khâu kiêu này được làm từ gạo, gạo giả lá. Còn đây là của các mẹ đang còn chế biến những món của đồng bào Thái đây các bạn. Cái này của dân tộc ngày xưa. Cái này gọi là cái gì bạc? Bánh trứng ngày Tết. À, bánh trứng ngày Tết đó. Bánh trứng ngày bánh sưng trâu. À, cái này gọi là bánh bánh sưng trâu đấy. À. Còn bây giờ bên này là của các mẹ đang còn làm cơm lam. Dạ. Các mẹ đang làm cơm lam công phu lắm các bạn ạ. À, giữa trưa là các mẹ phải chuẩn bị công tác từ giữa trưa. Và ngày hôm trước là phải đi vào rừng sấu để chặt nửa về để làm những cơm lam như thế này. Bởi vậy là của đông công nghệ đấy các bạn. Đây là món mọc này. Đây là món mọc. À, bạc mở ra cho đó, mở ra cho vị khán giả biết được là món mọc như thế nào. Đấy. Đây cơm lam này. Đây cơm lam này hả? Đấy. Đây cơm lam này. Còn bên này là mọc. Cái này là cái bánh sưng trâu. Đây. Bánh sưng trâu này là được làm đóng của nhân đúng không ạ? Cơm đỏ này. À thì à. Dạ. Bạn thấy nhân chiêu bạn khảo lấy đứng đây. Đấy, đây là tất cả các cụ của bản Lâm Khê đã thực hiện một quá trình đó là nấu những món ăn ẩm thực của đồng bào Thái. À, công tác chuẩn bị là cả một ngày luôn các bạn ạ. Các bạn không biết được đâu. À, mình lấy là trông thấy các cụ ở đấy là có một món ăn là rất là đậm đà của bản sắc dân tộc. Nên hôm nay là mình cũng cất công đến đấy để quay và giới thiệu những món ăn của đồng bào ở đấy đến khắp mọi miền biết được. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển ra các mâm để cùng giao lưu với tất cả bà con ở trong này nha các bạn. Đang còn một món gì nè? À nè. Đấy, bây giờ đứng còn một món gì nữa mà chúng ta sẽ chờ bà con ở đây giới thiệu nha các bạn. À đấy. Món này là món gọi là món gì nữa bà? À, xôi nếp màu đó hả? Cái nếp màu. Cái này là được làm màu này là màu gấc cái chứ? Không phải là gấc, đấy là lạ đó, làm màu lạ. Là màu đó, phải có cái là màu. À vậy à. Đây các bạn có một số loài nào màu gì mà màu hay gì này? À. Không được ở gần đấy mà quay cái lạ đấy cho mọi người xem này. Cái mỏ là cam cốm. Long đi ăn nhiều là thấy màu tím, màu xanh nhiều thì nhiều nhưng mà chưa thấy màu này. À. Bố đợi các bạn nhiệt tình nhất là nghe nói là muốn biết được cái lạ là lấy luôn. Ừ. Chơ cháu. Đúng là à, quý khán giả thấy vui không ạ? À, mọi người các cụ ở đấy là đang con chơ lóng lên để đưa một số cái hình ảnh của đồng bào Thái để giới thiệu rộng khắp cho các bạn biết được. Mà lóng thì bận quá nên là các cụ đấy là ngóng giống như kiểu mẹ đi chơi vậy ạ. Tức là đáng lẽ là hôm nay bận không lên được đâu. Mà thầy các mẹ vô ngọng quả nên lóng thầy thôi nghỉ. Khách gọi mu mịt mà lóng phải từ chối khách cả. Điều hành này thôi làm đến sớm như không đấy, mấy ba đến nửa chơi rồi tôi điều là cái nửa mới nghỉ. Các ba cảm ơn cháu không, cháu bình tĩnh là 2 giờ lên để là ghi một số cái hình ảnh từ cái công đoàn làm á.
chính xác là Long là để lên là quay một số cái hình ảnh để cho khán giả biết được là cái công đoàn làm như thế nào. Đây, mới cho công việc. Cái này là sau đó ngấm này ra cái màu này. Cái lá màu xanh mới ngấm này ra được màu hồng à, màu đỏ vậy à. Mày nấu lên. À. Đây các bạn này. Cái lá này. Ở quê các bạn có ai có những cái lá này không? À, tức là mình nấu lấy nước sống lên ngấm cái gạo nếp này. Lúc đó mình lại bấm lên. Dạ. Rồi chúng ta sắp xếp ngôi đấy các bạn ơi. Dạ. Rồi bây giờ Long sẽ di chuyển ra xuống mâm tất cả các quý khán giả hiện nay nhé. À, thưởng thức luôn à. Ôi, sướng quá. Ôi. Được các mẹ thưởng thức được ý. Hôm nay là rất vinh dự các bạn ạ. Long lên đây được các mẹ đấy là mời Long thưởng thức những món ẩm thực của dân tộc Thái. Con cái nào con ăn cả, không tư một cái nào. Cùng ăn thế này. Dạ, cái nào cùng ăn hết. Rồi, đây này. Đó, nó chín nha. Cái này là cơm lam. Đấy các bạn này. Đấy, lên, nói chung là mình lên đây cùng rất là vinh dự mà cũng là có một cái gì đó là cảm ơn sự quan tâm của bà con ở bên này. Con đấy nữa. Chào chú Long ơi. Cho họ ăn đi. Cho ăn cái nhọn. Ăn cái này chạy lớn cao lắm chứ. Tiếp tục qua đặt cái bánh khảo bé ăn. Đấy. Tức là bây giờ là các bạc là mời Long ăn nên là Long cũng phải ăn. Ăn hết cái này thôi. Ăn hết cái này thôi. Nghỉ cơm đúng không? Lúc này giờ đừng tỉnh là được thưởng thức hết tất cả cái này nhưng mà ăn hết hai cái này là nó là không được ăn nữa. Đi không này, bây giờ em cho cái đường này. Dạ không, con trẻ nhỏ ở nhà chắc lắm đấy. Lấy qua cho cháu nhận bi đó. Ôi, để cháu xuống lại cái bi lên nhá. Ngày xưa là không có bèn, không có tiền không bèn, ai cần đi cho các cháu làm cái đi cho. À, tức là làm những cái này là làm quà cho các cháu đó. Dạ. À dạ. Cái này nha, đi hoài phổ cũng phải là cái này đi mới được phổ đấy. Nếu mà có cái này là không được phổ. Tức là mình trong cái phong tục cưới vợ là phải có những cái món bánh này. À. Một trong cái bánh này. Còn một trong bánh này nữa. Còn cái này là đi đồ ăn. À, còn cái này là đi làm cái phong tục. À. Nếu mà không có cái này không cho cháu. À thế à. Mấy ngày xưa chứ đi lên lấy gạch thải đó không thì ăn thôi, đi gói bánh này là cong lưng luôn. Hiện tại bây giờ cũng vẫn gói như thế này. À vậy à. Dạ. Nhưng bây giờ có tiền thò mua mẹ. Dạ. Bánh ra cái này nó không quá là không. Dạ. Thôi, nếu vậy thì ta cùng thịt mắm vào ta ngồi ra ăn luôn. Dạ. Dạ. Lắm người đấy mất tí thôi, lắm cái này. Mất tí thôi, lắm cái này. Cháu ơi, cháu làm một miếng cái nhọn nhọn. Một miếng cái nhọn nhọn. Ê, chặt lên bẹn nhá. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào đấy nha. Các bạn mê ngơi được ý. Dạ. Dạ. Làm chết. À dạ. Còn đấy là Phật Thám, chủ tịch hội người cao tuổi xã Chí Khê. Được, mời các bạn chúc sức khỏe các bạn cái này. Chân bị thương ghi hết rồi. Không có bài tìm mua bà. Không cần giáo công nhận đâu.
bán thôi chú. Dạ. Cho nên nó có mấy cái hội trường á, cái xí xo à? Cái hội trường bảo nhạc đấy. Ồ. À, nghề nhắn xí xo phải không? Ừ, chào. Cái túi làm bản luôn mà cháu thích nghe xí xo này này. Làm bản luôn. Đây, nghề nhắn. Nghề nhắn. Ê, các bạn. Bắn luôn. Chơi luôn. Rồi, chơi Long ơi, Long nghe xì xò này không? Nhưng có biết tiếng không? Có chứ sao không biết. Nhưng chỉ có cái không hạt được thôi. Sao bóng? Lâm ơi, dạ. Sao bóng? À, lấy sao bóng? Sao bóng đó. À, sáu mống này. Dạ. Tối nay biểu diễn luôn. Tối nay được thưởng thức cả sáu mống luôn. Thôi cái tối cái đạn, thôi cái đạn. Tối hay. Đúng rồi. Giờ ta ăn đi. Không hậu uống hết rượu đấy. Thôi không nè. Dạ. Vừa là bạn làm chủ cho là cái cháu thay đổi. Dạ, dạ. Ngồi bên này luôn, đang ngồi bên này. Đây rất vui các bạn ạ. Ngày hôm nay là Long được trở về đây với sự hiện diện của toàn thể đông đảo bà con nhân dân của bản Lâm Phế và đặc biệt là các cụ để kỷ niệm 32 năm ngày quốc tế hội người cao tuổi thì các cụ bản Lâm Phế đã tổ chức rất là long trọng. Đây là các cụ đang thưởng thức những món ăn ẩm thực của đồng bào Thái. Và sau khi thưởng thức ẩm thực đồng bào Thái thì chúng ta sẽ trở về giao lưu văn hóa văn nghệ tại nhà văn hóa cộng đồng của đồng bào Thái ha các bạn. Còn bây giờ Long sẽ kể tôi đéo tại đấy để lên giao lưu cùng với là bà con ở trên này nha. Và bây giờ là đây là toàn bộ bà con của đồng bào dân tộc Thái thuộc bản Lâm Phế. Đây là đội múa của bạn trai đúng không? Đây là đội múa của bạn trai để tham gia giao lưu với các cụ của bản Lâm Phế. Còn đội bên này là đội múa của thôn Thủy Khê. Đấy, thôn Thủy Khê nhìn nông nhiều đấy. Còn đội bên kia là thôn đấy, các ba hơn cả thanh niên đấy. Con đấy là con em của người đẹp của Thủy Kế. Không phải các tù nữa. À được á? Được là mẹ của Lam Phê. Đấy á? Ừ, ngày xưa ở đây à? À nó đi dạy chứ? Không, là Lam Phê dùng cho vay ngân hàng tất cả. À, địa bàn của Bắc Quảng, lên được cho Bắc Quảng. Dạ. Nhưng đi năm 2025. Dạ. Đó. Tôi đi làm không được rồi. Quý khán giả nhìn ngay hồi người cao tuổi mà giống như kiểu mà ngay của tuổi trẻ phải không các bạn? Rất là vui. Đây. Vô chèn lên nhá. Đấy, các bạn thấy vui không? Đấy là hội người cao tuổi đấy các bạn. Chắc là hôm nay là kỷ niệm 32 năm ngày hội người cao tuổi
bản Lắm Khế tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, và đến đấy là rất đông đảo. Ở đội màu đỏ bên kia là đội của Bảy Ổi, còn đội đang hát đấy là đội Chỉ Khế, và đội bên cạnh trước mặt ông Chính đấy là đội Bản Trái, còn một đội Khế Đàn nữa. Đội Khế Đàn đang giao lưu ở đội kia. Bậc mẹ bên này không đau lên chứ. Bây giờ là mình sẽ lại lối của các cụ. Đây, các bạn. Để tối tôi xem này. Tối á? Tối mai mới có. Dạ, tối mai mới có. Còn đây là đội hậu cần trong ngày hôm nay. Dạ. Đẹp, cực kỳ đẹp. Răng bạc 11 mắt à? Múc 10 tháng 3 đi. À, vậy à? Ông mù. Anh mặc áo xanh ghi là chủ tịch mặt trận xã Chỉ Khế cùng để là tham gia giao lưu. Dạ. Không. Dạ. Và đặc biệt là không thể thiếu vào buổi tối hôm nay đó là dàn nhạc công. Anh đầu tiên phía bên tay trái là MC, còn anh đang đọt rượu đó là nhạc công nhiệt tình. Còn bên đây là ông Bầu. Ông Bầu tổ chức sự kiện đám cưới tấm thú. Rồi bây giờ Long ngồi uống chén rượu nha, khát được lắm đó các bạn ạ. Và bây giờ là có chủ tịch mặt trận xã Chỉ Khế đến chúc rượu cùng với anh em trong mâm. Đơn vị tổ chức kia ngay cũng là cô được đơn vị tham gia đây, chúc các bạn nhé. Dạ anh. Rồi anh ơi.